từ 0 cho tới 1 chấm tức là cái nồng độ axit của trong rượu bia rất là cao và khi mà các bạn đã thử được cái nồng độ ph ở trong chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của ngọc gia ban ở thời gian gần đây thì rất nhiều các khách hàng thường xuyên là gọi điện cũng như là nhắn tin cho ngọc gia ban hỏi về đó chính là cái máy lọc nước tạo kiềm thì cái nước kiềm đấy nó có thể là trung hòa được cái tính axit ở trong cái rượu bia hay không và nó có những cái tác dụng như thế nào ở so với cái nước trung tính tức là cái nước dầu uh, với cái công nghệ trước đó mà người Việt Nam chúng ta thường hay sử dụng và trong clip ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ để cho các bạn có thể là chứng thực được cái việc đó chính là nước kiềm có thể trung hòa được cái tính axit hay không và trong clip ngày hôm nay thì Ngọc Giao ban đã chuẩn bị uh, sẵn những cái mẫu uh, ở đây là một ly rượu trắng này, cũng như là một cốc rượu trắng và nước axit, nước trung tính và nước kiềm. Đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Và với ba cái mẫu nước này thì uh, nó sẽ là nằm trong được uh, những cái tính năng của những cái thiết bị uh, máy nóng nước tạo kiềm. Với những cái nước axit thì nó để tẩy rửa. Còn với nước trung tính thì chủ yếu là dùng để pha sữa và uống thuốc để tránh làm giảm các cái tác dụng của thuốc và sữa. Còn đối với mảng nước kiềm thì chúng ta có thể là sử dụng uống trực tiếp cũng như là nấu ăn và sử dụng thường ngày. Bên cạnh đó thì ở đây Ngọc Gia Ban có những cái bộ công cụ bao gồm những cái tấm để nó hiển thị được về cái tính chất của những cái độ pH, lòng độ pH. Và đi kèm theo đó, đó chính là nó có những thêm những cái lọ. Lọ này đó chính là cái dung dịch pH để có thể là thử màu và khi mà thử xong thì chúng ta có thể so sánh được trên những cái tấm này kèm theo đó đó chính là những cái cốc ly nhỏ để cho chúng ta có thể đựng cái hàm đựng nước bên trong và chúng ta có thể test thì uh, ngay sau đây ngọc gia ban sẽ dùng cái nọ ph này cũng như là rỏ vào trong những cái ly nước đầu tiên là ni nước kiềm thì khi ngọc gia ban sẽ rỏ trực tiếp cái nọ ph này vào thì màu của nó phản ứng đó chính là ra cái màu xanh dương và màu xanh dương này nó sẽ tương ứng với cái độ kiềm từ 9.5 cho tới 10 chấm và đối với cái lượng kiềm này thì chúng ta có thể là sử dụng uống cũng như là dùng để rửa rau củ quả và đối với nước trung tính thì khi ngọc Gia ban sẽ rỏ cái uh, lượng uh, cái thuốc uh, thử pH này vào thì khi đó chúng ta sẽ ra được một cái màu xanh lục màu xanh lục này nó sẽ tương đương với cái màu số 6. màu xanh lục này nó sẽ tương đương với màu số 6. đó chính là cái làm ở vùng giữa của cái nước trung tính và đối với lượng nước axit thì khi mà ngọc Gia ban rỏ uh, phần lọ uh, pH này vào thì nó sẽ hiển thị được cái phần màu cam Màu cam với màu này thì nó sẽ tương ứng với mức độ 3 cho tới 4 chấm. vậy thì khi mà rổ cái lượng pH này vào với cái lượng rượu trắng thì nó sẽ ra màu gì? Ngay sau đây Ngọc Gia Ban sẽ rổ 2 đến 3 giọt vào. Và khi mà Ngọc Gia Ban đã rổ vào cái phần nước rượu trắng thì đối với cái màu của nó nó xuất hiện ở đây. Nó giống như màu đỏ và đối với màu này thì nó tầm ở từ 0 cho tới 1 chấm. Tức là cái lồng độ axit của trong rượu bia rất là cao. Và khi mà các bạn đã thử được cái lồng độ pH ở trong cái mức rượu trắng nó rất nhiều axit như thế này thì chúng ta có thể là hiểu được một phần nào đó chính là về cái tác hại của rượu bia khi mà chúng ta dung nạp vào cơ thể. Và ở đây thì Ngọc Gia Ban cũng đã chuẩn bị một chiếc cốc với một chút hàm lượng rượu để biểu thị cho đây chính là cái phần dạ dày của chúng ta. Và khi mà Ngọc Gia Ban thử vào thì cái lượng axit nó sẽ cùng màu với cả cái cái phần cốc vừa rồi mà Ngọc Gia Ban đã thử cho các bạn thì ở đây nó sẽ tương ứng với không cho tới một chấm tức là cái lượng axit của nó rất là nhiều vậy thì khi mà chúng ta dung nạp được cái phần lượng kiềm vào lượng nước kiềm này vào thì nó sẽ có thể trung hòa được cái tính axit để lên cái mức trung tính này để giảm cái chất axit này đi và không gây ảnh hưởng tới dạ dày của chúng ta và khi mà ngọc các bạn đã chuyển đổi và sẽ xả cái phần nước kiềm này ra để cho các bạn có thể nhận xét rằng về cái tác dụng của cái nước kiềm nó có thể trung hòa được hay không và khi mà ngọc ra uh, ban đã xả ra cũng như là bơm cái lượng nước kiềm này vào thì hầu như nước đã dần chuyển sang trạng thái màu vàng vàng ngả màu xanh dương vàng ngả màu xanh dương uh, đối với uh, cái 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 phần nước kiềm khi mà nó bơm vào thì cái lượng bơm vào của nó nó sẽ nhiều hơn là cái phần lượng uh, rượu chúng ta tiếp vào Tại vì sao như vậy? Đây nó cũng giống như là một cái bài tính chất hóa học à, Nó sẽ có một cái tỷ lượng nhất định Ví dụ là rượu chúng ta lạp vào Hay là độ cồn rượu đó chúng ta cao hay là thấp Cũng như là khi mà chúng ta đưa những cái lượng rượu cồn vào như thế Thì chúng ta cần phải uống thêm bao nhiêu nước kiềm để nó có thể trung tính Và khi mà Ngọc Gia Ban sẽ bơm thêm Thì dần nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện cái màu xanh dương thì tức là nó đã trung tính được cái phần lượng rượu khi mà chúng ta đã dung nạp vào trong cơ thể và đấy mới là chỉ là một chút rượu mà chúng ta đã phải đưa rất nhiều các cái lượng nước kiềm vào trong cơ thể để cho chúng ta có thể trung hòa. Thì chúng ta lại càng hiểu nhiều hơn đó chính là về cái tác hại của rượu bia nhiều như thế nào. Cũng như ở tại một số tỉnh thành uh, trên Việt Nam chúng ta hiện nay uh, cái nguồn nước nó thiếu rất là nhiều. Và vì vậy uh, qua video này Ngọc Gia Ban cũng có một cái tâm tư uh, chia sẻ uh, cho quý khán giả đó chính là chúng ta không nên... Uh, lái xe khi đã uống rượu bia cũng như là chúng ta cần phải có một cái điểm dừng nhất định để đảm bảo cho sức khỏe và có thể sinh hoạt hàng ngày. Ngọc Gia Ban luôn cảm ơn các quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng cũng như là ủng hộ Ngọc Gia Ban. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.